đặt chân đến nơi mảnh đất này khô cằn. Ánh mắt em tựa muôn xa, tươi mát nơi con tim anh. Chính là em người ơi, khiến tim anh rung rời. Cho anh thôi tìm tìm, vì người anh cần yêu là em. Hãy baby, đừng mà nheo, đừng chạy đi nhá. Đừng chạy xa của con anh thôi. Tự bối rối mà khi thấy người, vì lỡ chót yêu em mất rồi. Ở cạnh anh, gần bên anh này, tình yêu anh liệu người có thấy? Chẳng như gió hay là mây, chỉ cần có em ở đây thì yêu mãi đông đầy. Tình lòng trắng tinh, mắt tròn xoe và trông rất xinh. Tinh 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 tinh, từng bước chân lại bước gần anh lon ton tí tí. Bé mèo xinh duy nhất em, chính là em chẳng ai khác đâu. Ngắm thật lâu đôi môi mắt nâu, càng ngắm càng yêu mẹ bé đi cutie. Cậu là ai? Sao nằm cạnh tôi? Nói! Cậu đã làm gì rồi? Cậu tính làm gì tôi? À, không phải! Cậu đã làm gì rồi? Nói đi! Sao người ngẩn ra thế? Làm rồi! Chắc chắn là làm rồi! Mất thật rồi! Đời trai của tôi. Nhà xinh, giá rẻ, có ma chắc cũng không sao. Mà mình có nên chia tiền với mấy con ma không ta? Chia chứ, phải chia chứ. Ở chung tội gì mà không chia. Thank you.
Chắc là cái gì đấy thôi. Không phải đâu. Sao mà phải được? Đang ban ngày mà. Sao? Có chuyện gì? Nhà tôi thuê nha, tôi trả tiền, chứ không có xin. Mắc gì hú? Nói rồi đấy, thằng này nó không biết sợ đâu. Ai đấy? Một, hai, ba. Chưa chắc đã là trộm đâu. Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà. Em nấu cơm nhanh lắm, không làm phiền mọi người đâu. Thank you.
Sao muốn làm cái gì thì lên tiếng dùm cái. Ba cái trò mèo của cậu làm anh sợ đấy. Hóa ra chỉ là một con mèo. Dễ thương quá ha. Nhìn mày cũng giống chú mèo cũ của anh đấy. Tiểu An. À, ra là mày ở đây trước ở tao à? Từ nay chung sống hòa hợp nhá. Làm gì làm đi, tao đi ngủ đây. Ấy, ai cho phép mày đi vào vậy? Tao còn Jin đấy. Mày làm vậy, tao mắc cỡ lắm. Đồ mê cha. Cậu là con mèo đêm qua. Cái gì kìa? Là mèo thật này. Mèo. Mèo mèo. Mèo. Mèo 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 mèo. Ê. Sao không mặc đồ? Cũng bự đấy. Hôm qua tử con cái à, làm gì? Mặc đồ vào rồi thì làm gì thì làm. Mặc áo. Đưa cái tay đây. Hiểu tiếng người luôn. Dạ. Hà đắt tiền đấy, ngon lắm, cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Được. Dừng lại. Cái đĩa của tôi, cậu mới... Wait.
nhà tôi mà. Nhà này cậu ở trước, nhưng mà tôi thuê tôi trả tiền. Sao giống như mình bị lừa vậy ta? Biết toàn nói chuyện của mình, không hiểu được. À, đúng rồi ha. Giờ cậu ta là con người, chứ không phải con mèo ở đâu. Phải ăn đồ ăn cho người chứ ta. Mình quá thông minh. Reverse. Yến gì? Bây giờ tôi chia mì cho cậu. Sau này trúng số cậu nhớ chia tiền cho tôi đấy nhỉ. Mèo ăn nhiều không ta? Cho thành miếng này. Cái này con người gọi là thả con tôm bắt con cá. Không, có qua có lại. Ở có qua có lại. Được chưa? Ừ, mèo ngoan, cho thêm miếng xúc xích này. Nào. Mèo. Mèo. Mèo 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 mèo. Mèo mèo mèo. Không sao, 3 giây, vẫn ăn được. Alo, con nghe ạ? Dạo này khỏe không con? Đi làm có mệt lắm không? Mấy nay sao không thấy con gọi điện cho mẹ vậy? À, con vẫn khỏe. Dạo con muốn thư giãn một chút nên không sử dụng điện thoại nhiều. Sao vậy con? Công việc có vấn đề hả? Hay là do thất tình? Dạ không có. Chỉ là con bị đuổi việc rồi, nên con muốn đi đâu đó cho đó thư thả. Sao lại bị đuổi việc? Đi đuổi việc mà sao không về nhà hả con? Con biết năm nay con bao nhiêu tuổi chưa? Con không còn trẻ nữa đâu. Mà nay thích thì làm, mai thích thì nghỉ. Mà thôi, đi đuổi việc cũng tốt. Về quê đi, thiếu gì việc làm. Về quê lấy vợ sinh con cho mẹ đỡ lo. Chứ mẹ già rồi, không biết còn... Mẹ ơi, trên này sóng yếu lắm. Alo. Khi khác con gọi cho mẹ nhé. Mẹ đây, sao vậy con? Alo. Mình có vô dụng quá không? Đụng chuyện chỉ biết trốn tránh. Từ bé tới lớn, chưa lo được gì cho gia đình cả. Đến cả chuyện sinh con đẻ cái, lấy vợ như mẹ mình muốn, mình còn không làm được. Tiết nghĩ mình không nên sinh ra đời thì tốt biết mấy. Mẹ mình bên cạnh mình chắc cũng không được hạnh phúc. Cả bé mèo cũ cũng thế.
Có trật tự một chút được không? Phiền phức. Hao. Cậu nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ. Tôi biết tôi đẹp trai nhưng mà cậu nhìn nhiều tôi biết ngại chứ. Sao? Muốn đi chơi à? Tôi có chỗ này cũng vui. Muốn đi cùng không? Đây. Chào tất cả mọi người. Thì hiện tại OHA Production vẫn đang kêu gọi donate để có thêm kinh phí thực hiện các dự án mới. Mọi người có thể là liên hệ donate cũng như là tài trợ và đầu tư tại vị trí này. Và bọn mình không quan trọng là số tiền là bao nhiêu, vì đó chính là tình cảm của mọi người dành cho OHA Production, và tụi mình rất là trân quý và biết ơn vì điều đó. Và hy vọng thì OHA Production sẽ vượt qua khó khăn về tài chính trong thời gian sắp tới. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye.